Nhiều khi con nghĩ là nếu mà sau này con không làm ngành y thì con sẽ về làm vườn. Tại cô thấy con cái món quà của con nó liên quan đến cái đó thì con nghĩ chắc con cũng thích cái ngành nghề. Dạ, đúng rồi, con thích cây. Rất trồng cao su tiêu đều rồi đó. Điểm mạnh của con thì tính cách thì hòa đồng, vui vẻ. Công việc thì siêng năng, tính tự lập cao. Con nấu ăn ok, con thích nấu ăn. Con thấy ai mà để móng tay dài là con khó chịu luôn. Dạ. Dạ, nhiều khi con nghĩ là nếu mà sau này con không làm ngành y thì con sẽ về làm vườn. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Rồi, bây giờ mời bạn trai giới thiệu về mình. Đầu tiên con chào chú Quỳnh Linh, cô Hồng Vân. Chào con. Và bạn gái ở bên. Em tên là Lê Đình Quân, nghề nghiệp đó là kinh doanh. Em kinh doanh về mảng nông nghiệp và mảng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Mình mở công ty ở đâu? Ở làm chính ở Đắk Lắk luôn ạ, Buôn Ma Thuột. Công ty là của mình hay là sao Quân? Dạ cũng cố gắng, đâu có một cái công ty nhỏ nhỏ. Giỏi quá. Rồi con ra nè. Dạ con chào cô Hồng Vân, chào chú Huyền Linh. Chào con. Chào tất cả mọi người và bạn nam bên kia. Con tên là Nguyễn Thị Thanh Hà, năm nay con 28 tuổi. Hiện tại thì con đang là kỹ thuật viên xét nghiệm sinh học phân tử. Con làm việc tại phòng khám ở bên quận 11. Rồi con cao giống như người mẫu vậy đó. Mình là quê đâu con? Dạ con ở Bình Thuận đó chú. Còn đây là quê ở Đắk Lắk. Bình Thuận đi Đắk Lắk cũng được. Nhưng mà bây giờ thì cái khoảng cách mà làm việc nó hơi xa chút xíu. Bạn trai nói cho đàn gái biết điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của con thì tính cách thì hòa đồng, vui vẻ. Công việc thì siêng năng, tính tự lập cao. Còn điểm yếu có thể là đôi chút vẫn hơi nóng tính. Còn con? Dạ điểm mạnh của con là con khá là lạc quan, con cởi mở, con nấu ăn ok, con thích nấu ăn. Mà cái nhược điểm của con là con quá kỹ tính, con bị bệnh nghề nghiệp á. Bị bệnh nghề nghiệp mà con. Con thấy ai mà để móng tay dài là con khó chịu luôn. Với lại có một cái nữa là con hơi bị nhạy cảm. Ai nói một câu nói bình thường vậy thôi, nhưng mà con lại nghĩ nó hơi xa hơn á. Xong cái nhiều khi tự làm mình buồn. Nhưng mà bây giờ thì con đỡ hơn rồi. Đỡ hơn không? Bạn trai được tình duyên thế nào? Thì em cũng trải qua hai mối tình. Mối tình đầu tiên thì thời sinh viên, sau khi ra trường thì bạn nó có đi du học thì chia tay. Mối tình thứ hai thì do bạn nó là chọn công việc, chọn gia đình và cách xa em, nên là hai người cũng không đến được với nhau. Còn con? Dạ con thì cũng ba mối tình. Hồi học đại học thì con có quen một bạn, mà sau khi mà ra trường thì con đã ra trường đi làm rồi, bạn vẫn không ra trường. Bạn nợ môn mà kiểu bạn chơi game rất là nhiều. Con đã nói rất là nhiều lần, xong cuối cùng là con chia tay. Xong sau thời gian thì con có một cái anh đó thì gọi là cộng sinh, nó cùng giúp đỡ nhau á. Mà sau thì anh đó cũng phải về quê, xong rồi đó lấy vợ. Xong rồi con không quen ai trong một thời gian dài gần 3 năm. Thì con có tìm hiểu một bạn, nhưng mà kiểu bạn đó quá bận, con cũng bận quá, kiểu như không có thời gian cho nhau. Mà bạn đó còn nhỏ tuổi hơn con nữa. Thôi, dần không tìm hiểu nữa. Con có ngại vấn đề mà không gian nó cách trở gì không? Con nghĩ là con cũng trưởng thành rồi, thì không có cần phải là đưa đón nhau mỗi ngày hay là nhắn tin liên tục. Nhưng mà chỉ cần gọi là chú ý, tinh tế, biết quan tâm lẫn nhau là được rồi. Một cô gái hiện đại đấy, không vấn đề gì cả ha. Con có thích những cái người mà làm về cái nghề nghiệp của bạn, có con có thích không? Dạ, nhiều khi con nghĩ là nếu mà sau này con không làm ngành y thì con sẽ về làm vườn. Tại cô thấy con cái món quà của con nó liên quan đến cái đó thì con nghĩ chắc con cũng thích cái ngành nghề. Dạ, đúng rồi, con thích cây. Rất trồng cao su tiêu đều rồi đó. Chào cưng. Rồi bây giờ cái mẫu người bạn trai của con thì như thế nào? Về ngoại hình thì kiểu như là nhìn tươm tắn, khôi ngô một tí. Tính tình thì điềm đạm, trầm tính một chút xíu. Tinh tế, biết quan tâm đến người khác. Giống mình đây rồi đó nha, tôi thấy giống mình đây rồi. Kiểu như là chỉ cần chia sẻ được với nhau mọi điều là con nghĩ là sẽ ổn hết. Bằng con hoặc là cao trở lên thì càng tốt. Con mét bao nhiêu? Dạ con mét 72. Trời ơi. Mét 72 bao nhiêu người mẫu vậy đó hả? Ơi xưa tôi đây 82. Vậy thì quá tốt rồi. Không biết đúng hay không. Con có cần yêu cầu phải đẹp trai, phải da trắng rồi thì môi đỏ hay gì không? Có cái gu con sao nè? Dạ không cần phải trắng quá, con trai ngâm ngâm một chút thì nó men đó cô. Đúng rồi, đúng cô rồi. Cũng vậy á, gu con là giống cô á. Trai ai trắng tươi. Ok. Sao? Còn bên đây bạn nam sao? Bạn trai nói mong muốn của mình về người hình mẫu lý tưởng cho. Đúng rồi. Còn mỗi nghe đi. Tiêu chí đầu tiên là mong muốn bạn biết hòa đồng, vui vẻ và biết cách ứng xử với mọi người. Em sống khá là tình cảm và nội tâm. Thì không ra ngoài thì công việc thì sao cũng được rồi, nhiều kiểu, nhưng mà về gia đình thì lúc nào cũng muốn dành tình cảm cho gia đình, cho mọi người xung quanh thân cận mình. Vậy xấu đẹp không quan trọng. Dạ
Nếu mà có thể thì mình có thể sớm, nhưng mà có thể về mình quen nhau rồi có thể chăm bạn nữ tốt hơn thì sao? Chăm giống như chăm cây vậy đó, phải không? Bây giờ là vấn đề chỗ đẹp xấu quan trọng, bởi vì tất cả mọi thứ phát triển rồi, xấu cũng thành đẹp được, rất đơn giản luôn ha. Để soi xem nhà gái thế nào. Con chào chú. Trời đất ơi, cao dữ rồi. Trời, tôi tưởng làm nghề người mẫu không á. Dạ, tôi không có nghĩ là có làm mẫu. Có mẫu cao cao về dễ làm người mẫu lắm á. Cô dân cũng còn làm người mẫu được mà. Nè, tôi nói cho ông biết, bây giờ tôi vẫn làm mà, tôi nói cho ông biết đừng có mà cười một cách khả ố như thế. Nhiều người mời cô dân làm mẫu lắm á. Tôi đang định mời cô dân làm mẫu đó. Dạ, cô đẹp mà cô. Đẹp, cô đẹp mà, thôi hơi mụn mỉm chút thôi. Chú Linh, chú nói cái chữ đẹp mà cái trời, cô nghe thiệt á. À, con không thích điều gì đàn ông? À, con không thích đàn ông vô tâm. Người phụ nữ mà quyết định ở bên cạnh đàn ông á, chỉ là cần sự chia sẻ và lắng nghe thôi. Nhưng mà nếu mà đàn ông vô tâm á, thì sẽ không bao giờ để ý được đến cảm xúc của phụ nữ. Chính xác, đối phương nào, bên nào cũng vậy. Nếu người khác vô tâm thì mình cũng rất là buồn ha. Nhưng mà bên đây là thôi, cứ nghĩ với ai? Hôm nay em đi cùng với chú của em và ba anh em cùng công ty. À, xin mời đại diện nhà trai. Chú. Dạ, vâng, xin thưa anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và thưa toàn thể quý vị trong phim trường ngày hôm nay. Cái việc này thì thực ra thì ở hai bạn là chính, chứ còn tôi thì tôi cũng không biết rằng là phải nhận xét ra làm sao, bởi vì là trong mắt của mỗi người thì nó có, nhưng mà cái mình, cái cảm nhận của mình nhìn khác nhau. Dạ, cái cảm nhận của mình về cô gái này thì như thế nào? Đó là theo cái góc nhìn của anh á. Nếu mà theo góc nhìn của tôi thì chấp nhận. Rồi, rồi, cảm ơn chú. Hôm nay con đi với ai nè? Dạ, con đi với ba người bạn thân và là cô đồng nghiệp của con. Dạ, con xin chào cô Hồng Vân, chú Quyền Linh, chào nhà trai và toàn thể các quý khán giả ở đây. Thì gặp bạn nam bên đây thì Hà nó giống như những điều bộc bạch, thì Hà cũng là người khá là kỹ tính, cho nên là tới bây giờ thì vẫn còn độc thân. Tuy nhiên là theo tao thấy á, bạn bên này là sạch sẽ nha, tinh tức, cũng thấy cảm thấy khá là ấm áp á. Cho nên là nếu mà mày cứ cho nhau cơ hội đi, coi xem nhau, xem thử như thế nào. Dù sao thì cũng 28 tuổi rồi. Vậy nha. Rồi, vậy nha. Rồi, cảm ơn nhà gái. 28 tuổi rồi, cảm ơn nhà gái, nhà trai. Rồi, bây giờ chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt nào. Mở rào. Em có bán hoa tặng em. Cảm ơn anh. Chút quà xíu nữa, chút cuối chương trình em sẽ mở nha. Dạ, em cảm ơn. À, em cũng có tí. Con bón cái gì con? Con có chút quà gửi cô ạ. Ồ, cô cảm ơn nha. Cà phê sạch organic ạ. Rồi, dạ. Em cũng có tí quà gửi anh. Cảm ơn em. Em nhìn anh thấy có như thế nào? Dạ, anh tương tắc ạ. Thì em là khá là xinh, cao. Dạ, cảm ơn anh. À, cũng may mắn một chút là anh cao hơn em một chút. Dạ. Là con cao mét nhiêu? Dạ, con cao mét khoảng 73-74 ạ. Thì công việc của em thì thời gian nó có chiếm nhiều không? Dạ, khá là nhiều. Em làm từ 7 giờ sáng đến 8-9 giờ tối mỗi ngày luôn. Nếu có cơ hội về Đắk Lắk làm đúng công việc của em có về không? Dạ, nếu mà có cái gì đó níu kéo thì em sẽ về. Câu này hay nhất nè. Về Đắk Lắk cũng xin được ngày này vậy. Em có thích kinh doanh không? Tại vì công việc của anh là kinh doanh, anh đi lại khá nhiều, cũng di chuyển nhiều. Thì thường thường anh đang sống với bố mẹ thì thường thì sáng anh sẽ đi, tối anh sẽ về. Trừ những hôm đi xa, ví dụ như là lên Sài Gòn họp hay là đi làm ở xa thì anh sẽ ở lại. Nhưng mà thường thường thì sáng đi tối mới về. Dạ, thiệt ra là em rất là thích kinh doanh luôn. Em thích cái công việc nó khá là năng động, nhưng mà kiểu ngay từ nhỏ thì gia đình hướng em theo ngành y, cho nên là em đi làm tới ngành y. Mà sau này khi mà tới một cái độ tuổi nào đó thì em sẽ chuyển hướng, em không có làm trong ngành y lâu dài. Cho nên kinh doanh thì em khá là thích. Anh thấy ngành y nó khá vất vả. Dạ, nó chiếm gần như là toàn bộ thời gian của em luôn. Nếu mà có cơ hội, nếu mà có duyên thì anh mong sẽ được cùng em về Đắk Lắk kinh doanh, hai ta cùng kinh doanh. Dạ. Anh thì có thường đi công tác ở Sài Gòn không? Cuối tháng là anh lại xuống đây. Đôi khi thì ta chỉ cần lý do để xuống thôi, vẫn có thể đi được mà. Xe cộ đi lại cũng thuận tiện mà. Dạ. Vâng. Em muốn hỏi là anh có bị áp lực về vấn đề phải cưới sớm không? À, em hỏi câu đó hả? Dạ. Ví dụ như em, nếu mới ví dụ mình cho nhau cơ hội quen nhau, yêu nhau thì ví dụ bao lâu thì em muốn cưới? À, ý em là em không phải vì tuổi tác mà em áp lực cưới, mà em chỉ cần là hai người hiểu nhau, cùng nhau tự nguyện tiến tới hôn nhân thôi, chứ đừng có đặt ra áp lực là vì anh với em khá lớn tuổi cho nên là nửa năm phải cưới hay một năm phải cưới. Em nghĩ quan trọng là tình cảm. Đúng rồi. Dạ. Ví dụ
gia đình thì cũng có áp lực với anh về cái chuyện cưới xin, nhưng mà đối với anh thì cái chuyện hôn nhân là chuyện cả đời, có thể là nhanh nhưng không thể vội được. Dạ đúng rồi. Quan điểm của anh là vậy. Em cũng vậy. Còn bây giờ thì cảm nhận các bạn bên thế đây, nào? Bên đây. Các bạn cứ tự trả lời bằng nút bấm của mình. Đến lúc chúng ta rồi bấm luôn rồi đó. Thôi thằng nó bấm lại. Luôn rồi. Hãy cùng nhau rồi nó bên đây nó bấm luôn rồi. Rồi bấm luôn. Bạn bấm trước rồi. Được, không sao cả. Bây giờ em có thể lấy món quà của anh tặng em. À, trời ơi, thằng này nó quyền bí thiệt đó. Bây giờ mới cho mở quà. Đúng rồi. Ghê thiệt chứ. Thôi để anh mở cho. Để Quân mở đi. Đây là một món quà mang biểu tượng của người Đắk Lắk, đó là chiếc nhẫn lông voi của người Đắk Lắk, và có mang ý nghĩa là mong nó một biểu tượng về tình yêu ở chỗ em, nên là muốn tặng bạn nữ. Đây, nào. Rồi. Trời ơi đẹp. Ơi. Trời ơi. Một nụ hôn đầu tiên. Đúng rồi. Để đánh dấu ngày mà chúng ta gặp gỡ, ngày mà duyên nó đến. Cho anh hôn em nha. Và em cũng đã có một lần đính hôn, một lần tân hôn rồi, nhưng mà em chưa làm gì là kể kết hôn. Là khi mà tân hôn xong một ngày thôi là hai bên đã không còn gì với nhau nữa. Trời đất ơi. Cái tính con thì con thích mọi thứ phải gọn gàng ngăn nắp. Khi mà trong nhà mà ưa rồi phải ngửa mắt ra em không chịu được, là em phải đi dò rồi đó. Và bây giờ chúng ta sẽ ngay lập tức chúng ta gặp gỡ cặp đôi thứ hai. Xin mời gia đình đàn gái. Ngồi đây, kể đây con. Mời nhà trai, con bé quá. Rồi, ngồi đi anh trai. Rồi, bên đàn nữ mình, đàn gái mình giới thiệu về bản thân đi nào. Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Huyền Linh, chào bạn nam bên kia và chào tất cả các khán giả trong trường quay hôm nay. Con tên là Kiến Ngọc Thanh Tâm, năm nay con 27 tuổi, quê con ở Trà Vinh và hiện con đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Con làm nghề gì? Dạ con làm kế toán cô. Con làm kế toán à? Sao con có chiều cao lý tưởng quá vậy? Hả? Có làm nghề gì khác phải không? Dạ không cô. Vậy là con đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Dạ. Thôi nhà trai, giới thiệu về mình đi. Em chào anh Cường Linh, chào chị Hồng Vân và chào bạn nữ bên kia và chào mọi người trong trường quay. Em tên là Nguyễn Phúc Long, em sinh năm 90 và quê gốc của em là Quảng Trị, nhưng mà gia đình của em đang ở quận 9 và em đang làm việc ở quận 12. Làm gì? Em làm nhân viên cơ khí. Rồi, nhân viên cơ khí, nhà quận 9 hả? Dạ. Rồi, thôi mình nói về mình đi, cái ưu điểm và cái nhược điểm của mình. Dạ, cái ưu điểm của con là con vui vẻ hòa đồng, con thích nấu ăn, con biết quan tâm chia sẻ với mọi người. Còn nhược điểm? Còn cái khuyết điểm của con là con, mọi người hay nói là con hơi kỹ tính. Dạ. Kỹ tính là sạch sẽ quá hay là khó tính hay là như nào? Dạ đúng rồi, kiểu như là cái tính con thì con thích mọi thứ phải gọn gàng ngăn nắp. Chứ kiểu trong nhà mà bừa bộn là không bừa thích quá. Đúng không? Không, cái đó phụ nữ là đều phải có. Dạ. Đó là bản chất của phụ nữ rồi. Rồi, mời nhà trai. Điểm mạnh, điểm yếu của mình nói cho nhà gái biết đi. Dạ, điểm mạnh của em là nấu ăn, em sống rất là tình cảm, em chịu khó và em biết làm tất cả việc nhà. Điểm yếu của em là em cũng khó tính, rồi cũng hay cậu hay khó tính lắm. Hay khó tính à? Ví dụ như em nhìn thấy cái gì mà trong nhà mà không ưa là thấy ngửa mắt là em không chịu được, là em phải đi dò rồi đó. Rồi em mới ngồi chiều ngồi yên. Cầu toàn á đúng không? Hai người này mà về chung một mái nhà là cái nhà đó tôi đố không kiếm được một con bụi á. Ai mà ở hai chung hai người này cũng mệt mỏi lắm. Mình có mấy mối tình rồi em trai? Dạ em đã trải qua hai mối tình. Hai mối? Mối tình đầu tiên là mối tình em yêu xa, em yêu 7 năm. 7 năm yêu xa. Dạ. Nhưng mà cuối cùng kiểu ơi không đến được với nhau cho nên thôi. Rồi một mối tình là em được 7 tháng và em cũng đã có một lần đính hôn, một lần tân hôn rồi, nhưng mà em chưa làm gì là kể kết hôn. Ủa? 7 năm đó đó. Yêu xa là có đính hôn gì không? À không, tức là sau khi em trải qua cái mối tình 7 năm đó thì 3 năm sau là em bắt đầu gặp một mối tình 7 tháng. Mới gặp có 7 tháng là đính hôn rồi tân hôn luôn. Dạ. Rồi sau đó thì nó thật ra nó cũng hơi buồn, tại là khi mà tân hôn xong một ngày thôi là hai bên đã không còn gì với nhau nữa. Trời đất ơi, sao lạ vậy? Lý do gì mà nặng nề như vậy? Rất nhiều thứ để nọ trong đó. Bây giờ không ai đúng và không ai sai cả. Chỉ là chắc là duyên nợ chỉ tới được chừng đó thôi. Nhưng mà phải rõ ra là giống như là tự lạc lẽo với nhau luôn hả cưng, chứ không phải là do có lỗi gì hả? Phải có một cái gì lớn lắm. Dạ, cũng không có cái gì lỗi gì lớn hết. Tự nhiên tân hôn xong kia cô ấy bỏ đi luôn. Vậy hả? Dạ. Cô ấy bỏ đi luôn, không một lời nói. Có ai nói gì cũng đụng chạm tự ái? Dạ cũng không. Em có la lối gì không? Dạ không, em không có la lợn tiện gì cả. Kỳ vậy ta, lâu chưa? Bằng chứng là? Dạ một năm, bây giờ là vừa tròn một năm. Một năm rồi hả? Dạ. Mốt có quen nhau phải qua 7 tháng đó nha.
Tức là mình đã gạt hết tất cả những cái tình cảm cũ rồi đúng không cưng? Dạ đúng rồi. Rồi vậy thì bây giờ em mong muốn là cái người bạn gái của mình sẽ như thế nào? Người bạn gái em mong muốn là nhỏ nhắn, dễ nhìn, cao 1m50 trở lên là được. Về tính cách thì cũng có chút xíu khó tính và cũng biết trên biết dưới với gia đình và biết quan tâm lo lắng cho nhau là được. Nãy giờ là những cái gì em nói là theo cảm nhận của chị là bên đây có hết luôn á? Có hết hả? Có chút xíu khó tính là gọi là đúng rồi, mình đã khó tính đó. Ừ. Thì qua thăm đàn gái thì đó, qua nha. Thăm đi. Dạ con chào chú. À, chào con. Nãy giờ con nghe cái câu chuyện của bạn trai thì con có suy nghĩ điều gì không? Theo con thì nghe bạn trai chia sẻ thì con thấy ai thì cũng mong muốn mình tìm được cái hạnh phúc, nhưng là cũng đâu đó chắc cũng là số của mỗi người thì mình cũng thông cảm. Rồi thông cảm, coi dạ. Chuyện nó nhẹ nhàng đi ha. Dạ. Bây giờ lo tương lai thôi, còn cái gì cũ cho nó qua đi nha. Dạ. Đừng suy nghĩ nữa. Con muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Con thì về ngoại hình thì bạn trai đó dễ nhìn là được. Còn về tính cách thì con cần người một nửa của con là phải có tính là điềm đạm, sống có trách nhiệm, có chí cầu tiến, đặc biệt là phải biết cách đối nhân xử thế. Con không thích điều gì ở đàn ông? Dạ con không thích cái tính lăng nhăng với lại không có trách nhiệm. Những cái điều cô gái đưa ra thì em cảm giác là mình có bao nhiêu phần trăm? Dạ em có 80%. 80% hả? Dạ vâng. À, như thế tốt rồi. Em đi với ai? Dạ em đi với ba nội. À ba nội. Hai cô, một thím và một chú. À rồi. Xin chào nhà trai. Chào bà. Dạ xin chào chương trình. Chào anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân. Yeah. Em là cô thứ bảy của cháu Long. Đây là bà nội của cháu Long. Yeah. Và các dì, thím, và chú. Hôm nay em đến chương trình này thì em thấy cô gái này cũng dễ thương, dễ nhìn. Em cũng ủng hộ cho cháu lên chương trình. Do những cái duyên nợ trắc trở của cháu thì khiến gia đình cũng hơi lo lắng. Hiện tại gia đình cháu thì ba mẹ cháu chỉ có hai cháu thôi. Cháu Long lớn và đứa em gái. Hiện tại đang sống ở quận 9. Cháu hiện tại đang làm trên gia đình công ty gia đình của chú trên này. Thì tụi em ở gần đây thì đi với cháu để cho cháu thêm nghị lực. Cháu Long nhà em thì tính cháu thì rất là bình thường, cũng không nóng lại lắm đâu, cũng điềm tĩnh. Nhưng mà không hiểu làm sao mà duyên cháu nó trắc trở thì cái này thì em cũng không hiểu. Nhưng mà em cũng hy vọng là bạn gái cho cháu của cô một cơ hội tìm hiểu để mình đến với nhau. Cháu của cô nói thật cháu rất hiền. Nên là mong các con cho nhau cơ hội. Bà nội có vài câu đi. Bà nội thấy sao nè? Thấy cháu nội dâu được không? Dạ là cũng được. Tôi thấy cháu dâu tôi cũng được. Tôi cũng mong muốn là hai đứa nó tiến tới với nhau. Dạ cảm ơn nội. Hôm nay em đi, con đi với ai? Dạ con đi với em gái con. Dạ con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh và các anh chị dân trường quay ạ. Con là em gái của chị Tâm. Theo như anh chia sẻ thì em thấy anh khá hiền và chân thành á. Em nghĩ là hôm nay mọi người gặp nhau đều là một cái duyên á. Thì em mong là mọi người sẽ cho nhau một cơ hội. Em xin chân thành cảm ơn. Rồi cảm ơn cưng. Bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Anh tặng em bỏ hoa thơm ngát rất nồng nàn và bạt ngát tình yêu, và muốn dành cho em nhiều điều, hãy cùng anh xây dựng tình yêu nhé. Anh cảm ơn. Wow. Một câu thơ luôn. Rồi anh cảm ơn. Có cái đây là trong đây là một cây bút. Em cũng gửi lời chúc đến anh là luôn may mắn và thành công trên con đường anh chọn. Để đây nè con. Rồi không gian này là của hai đứa đó, cứ thoải mái coi như không có ai bên cạnh đi. Anh cảm nhận về em như thế nào? Anh cảm nhận em là cô gái rất là xinh xắn dễ thương. Và cũng có rất là nhiều điều mà phù hợp với anh. Theo anh thì anh quan điểm như thế nào về tình yêu? Tình yêu đối với anh là phải dựa trên năm trên giá trị tinh thần và chân thành nhất cùng cả hai bên. Ví dụ có đi đến với nhau nữa thì thành vợ chồng thì cũng là vợ chồng cũng làm chia sẻ với nhau. Dạ. Trong tất cả mọi thứ, kể cả việc nha và công việc ra ngoài. Phong cái ý của em như thế nào? Đối với em thì em cũng đồng quan điểm với anh. Và cái quan trọng là trong cái cuộc sống hôn nhân thì mình lúc nào mình cũng phải tôn trọng, tin tưởng và điều quan trọng là phải chung thủy. Hiện tại bây giờ em đang làm việc ở đâu? Dạ, hiện tại em đang làm ở quận 4. Anh thì đang làm việc ở quận 12. Dạ. Nhưng mà nói về vấn đề hẹn hò thì em không phải lo, anh sẽ trả tới và bất cứ khi nào em muốn. Nếu yêu nhau thì chúng ta có một dự tính gì không? Nếu mà yêu nhau mà chúng ta đi đến phải phù hợp, lúc nào em mong muốn, em phải muốn thì chúng ta có thể đi đến hôn nhân. Bất cứ khi nào, đó là anh theo em luôn. Còn khi mà cưới về rồi thì em có thể chọn ở riêng cũng được, hoặc là ở chung nhà cũng được. Và thậm chí
em có bố anh ở rể, anh cũng đi ở rể cũng được. Trời dễ quá ta, ngon à. Em thấy cái vấn đề ở rể thường các bạn nam bây giờ cũng hay ngại vấn đề đó, nhưng mà anh thì không. Không sao. Nghĩ gì. Thật ra nếu mà khi mà yêu em tức là yêu cả gia đình của em rồi, thì gia đình của em cũng chính là gia đình của anh rồi. Mình ở rể thì cũng giống như con cháu trong nhà hay là ba mẹ thôi, không có vấn đề gì cả. Dạ. Khoảng bao lâu thì mình có thể tính điều đó được em gái? Dạ, theo con thì cái thời gian thì nó không quan trọng. Quan trọng là hai người tìm hiểu nhau như thế nào và tình cảm đủ lớn thì mình tiến tới thôi. Nếu bây giờ xảy ra một cái mâu thuẫn nào đó thì ai sẽ là người xuống nước, ai sẽ là người nói lời xin lỗi đầu tiên? Dạ thì anh là em. Nói với bạn gái kia. Nếu mà trong chúng ta mà trong quá trình mà gặp gỡ nhau mà có bất cứ một vấn đề xảy ra thì anh nghĩ rằng em cứ nói thẳng với anh để anh có thể là anh sửa đổi hoặc là anh sẽ sử dụng một cái phương pháp nào đó để phù hợp tại trong vấn đề đó, chứ em không nên im lặng mà để khiến anh lại càng khó xử và rất là phức tạp và suy nghĩ. Vấn đề đó anh không cần lo, tại vì tính em cũng rất là thẳng tính, cái vấn đề gì cần phải có phát sinh mâu thuẫn hay là cái vấn đề gì đó xảy ra, em thích mình cũng phải trao đổi với nhau và cùng nhau đưa ra cái phương pháp cái gì đó để mình giải quyết vấn đề, chứ không có kiểu mà im lặng. Thôi bây giờ bạn nam có thể làm bài thơ nào tặng bạn gái hay là một bài hát nào đó cũng được. À như vậy này, tức là hồi chiều trước khi mà anh chạy tới quân chỉnh xuống đấy á, lúc anh chuẩn bị đi ra chơi nó chưa mưa, sau khi anh chuẩn bị mang đồ hết lên rồi thì bắt đầu trời đổ mưa mất, thì anh có nghĩ ra một bài thơ như vậy. Bước tới bạn gái nắm tay đọc bài thơ cho bạn gái nghe cho nó trữ tình, biết không? Mưa lại về đến những nẻo đường qua rơi vội vã cho một người chờ đợi, Hà Đỗ này đã vào mùa tháng mới vẫn ngập ngừng chờ đợi thôi yêu nhau. Rồi, còn bên mình á, mình có ca hát hay là mình có tặng một món quà tinh thần nào con hát? Ồ, hát em hát chờ đi, em chờ mâm chậu đưa tới pháo hoa rượu nồng mừng cô dâu chú rể vui, trang xinh xinh dây bên chồng làng phân hồng đếm tô mặn duyên tương lai có nhau trong đời. Thôi đọc thơ được rồi. Thôi về các bạn về vị trí đi, chúng ta chúng tiến hành bấm nút thôi. Bây giờ là giờ phút quan trọng trong bên câu đây, chuyện bạn bên hẹn đây, họ đây. Đã đến lúc chúng ta muốn bấm nút thì bấm đi, tùy các bạn. Sau 3 tiếng đếm, nếu ta quyết định đây là một nửa manh ghép của mình thì bấm nút, không phải thì đừng bấm. 1, 2, 3. Hết thời gian, bạn gái không bấm. Sao vậy con? Nói chung thì con cũng sống rất là tình cảm. Cái cảm xúc đầu tiên á cô, để mình cảm nhận một đối tượng cái bạn trai của mình á, chắc là con nghĩ hai người chưa có đủ duyên. Con chưa đủ cảm xúc đúng không? Dạ. Nếu chúng ta chưa đủ cảm xúc, chúng ta chưa rung động trái tim rồi không cần bấm. Bấm sẽ để đối phương hiểu lầm. Nút bấm này sẽ dành cho người khác. Ở trên truyền hình sẽ có hàng triệu người sẽ bấm cho chàng trai và hàng triệu chàng trai cũng sẽ bấm cho cô gái. Đừng lo lắng điều đó. Hôm nay các bạn đã có duyên nhưng không có nợ với nhau. Hy vọng rằng mỗi chúng ta sẽ sớm tìm một nửa manh ghép cho mình, một nửa yêu thương của mình nha. Ok chưa mọi người? Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với Hẹn Ăn Trưa, chương trình được phát sóng hàng tuần vào lúc 18 giờ thứ 6 trên kênh YouTube MTV Media. Rất cảm ơn sự đồng hành tài trợ của ứng dụng Hẹn Hò và Giữ Lửa Tình Yêu Speak Couple. Và quý vị khán giả thân mến, mỗi một tuần trôi qua thì chúng ta đều rất là náo nức để có thể đón xem nhân vật nào sẽ xuất hiện ở Hẹn Ăn Trưa. Và một chàng trai, một cô gái, không quan trọng tuổi đời, không quan trọng xuất thân và đôi khi cũng không quan trọng những cái trải nghiệm trong quá khứ. Cái quan trọng là họ đã đến đây với cùng chung một mục đích, là tìm kiếm được một mảnh ghép còn lại để cùng ráp nối với mình và đi về tương lai với những trải nghiệm thật sự hạnh phúc, dành cho nhau những tình yêu thương chân thành. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với nhân vật chính của chương trình. Và ngay bên cạnh Nhi A đây thì nhà trai đã xuất hiện rồi, đã ngồi vào chiếc ghế quen thuộc rồi, như vậy thì chúng ta sẽ nhanh chóng mời nhà gái xuất hiện thôi. Có rung không? Rồi đứng lên cùng với em nha. Rồi đi thẳng về phía trước 5 bước, 3, 4, 5, 6. Rồi đi qua phía bên trái của mình. Rồi chuẩn bị ngồi xuống ghế. Ok. Và bây giờ thì bạn trai ơi, mình sẽ tháo mặt nạ mắt ra để dễ dàng trò chuyện cùng với nhau ha. Rồi. Rung không? Hơi căng thẳng hả? Rồi. Và bên đây thì cũng hơi căng thẳng luôn ha. Vậy thì bây giờ mình sẽ làm nóng chương trình đi, giới thiệu về bản thân một tí để dần dần bình tĩnh lại nè. Xin mời nhà gái. Em tên là Ánh Thiên. Năm nay em 25 cộng. 25 cộng, còn cộng bao nhiêu kệ đi ha. Dạ. Rồi, cộng bao nhiêu kệ lấy nó không hỏi nha. Rồi, Ánh Thiên 25 cộng. Hiện nay là Ánh Thiên đang làm việc và sinh sống ở đâu? Dạ, em đang phụ giúp làm vườn với ba ở Đồng Nai.
vườn của mình là trồng cái dãy đồng nai thì thấy có chôm chôm sầu riêng đồ nè. Nha, yeah. Là từ xưa giờ là mình quen với cái việc làm rẫy phụ với ba luôn hay là mình đã từng làm một công việc khác? Thật ra thì em mới về từ hồi tháng 6. Tại vì tháng 5 cuối tháng 5 là chị gái em mất. Thì nhà em là chỉ có chị gái và ba đi làm vườn. Thì có một cái biến cố lớn như vậy cho là em về. Em về để em nâng đỡ tinh thần cho ba má em. Rồi sau đó chắc là em sẽ quay lại công việc văn phòng. Có nghĩa là trong tương lai là mình cũng sẽ không có gắn bó với gia đình ở Đồng Nai, mình sẽ đi làm riêng. Công việc văn phòng là công việc từ trước giờ mình đã làm trước khi cái biến cố đó xảy ra đúng không? Rồi, còn nhà trai? Nhà bạn nam chỉnh cái áo và chỉnh sao nè, bị phồng. Rồi, được chưa nè. Rồi, ok ha, được không? Không thì bay vô chỉnh chứ ta không biết đường, tụi bay muốn cái gì đâu. Không một đứa nào bình thường. Không một đứa nào bình thường. Ủa là trời. Ok chưa? Rồi, xin mời nhà trai nè, còn thông tin về bản thân mình thì sao em? Em là Đinh Văn Lịch, sinh năm 1985, nay 39 tuổi. Quê thì Ninh Bình. Em đang hiện tại đang làm việc tại công ty Nhật, là xe cho công ty, sếp và nhân viên văn phòng. Tức là mình là tài xế của công ty. Tài xế nhưng mà làm cho công ty chứ không có đi tài xế đường dài ở bên ngoài. Rồi, và quê ở Ninh Bình. Rồi, và công ty mà mình đang làm thì hiện là đang đặt trụ sở ở đâu, mình đi làm ở đâu? Công ty ở công nghiệp Việt Hương, Bình Dương. À, là ở Bình Dương. Rồi, từ Đồng Nai mà xuống Bình Dương mà. Đồng Nai nhưng mà huyện nào của Đồng Nai? Thống Nhất. Thống Nhất mà đi ẹo một cái đi qua Việt Hương thì cũng gần, cũng gần, không xa lắm. Rồi khoảng cách địa lý cơ bản là cũng không cản trở nhiều ha. Rồi vậy thì bây giờ ưu điểm đi. Mình tại vì nghe Thiên chia sẻ thì mình cũng rất là quan tâm đến người nhà nè, mình cũng có những cái gọi là những sự chủ động để kết nối dành tình yêu thương. Thế thì những cái ưu điểm mà bản thân mình có mà mình tự nhận thấy hoặc là mình nghe người ta nhận xét về mình á, thì Thiên thấy Thiên có những cái ưu điểm gì? Em nhận thấy là em có thể nói chuyện với trước đám đông, tự tin, yeah. Mạnh dạn. Rồi trong công việc thì em cũng có khả năng là làm việc nhóm và cũng có thể làm tự lập được độc lập. Trời, tôi có cảm giác giống như tôi đang phỏng vấn tuyển dụng vậy trời. Rồi giờ ngoài làm việc nhóm ra nữa thì có thêm gì nữa nè? Tức là khi mà có một, tức là em chủ động trong các cái vấn đề, ví dụ như là làm quen với lại người mới công ty, hoặc là trong các cái công việc đó thì nếu mà em thấy thế nào mới thì em sẽ chủ động. Nghĩa là mình không có ngại khó. Rồi còn mình thì sao, ưu điểm của mình? Em yêu dòng thì nhiệt tình, hòa đồng với bạn bè, biết làm việc nhà, biết làm trong. Biết làm việc nhà nhưng có chịu làm việc nhà không? Dạ có. Nó là hai câu chuyện khác nhau đúng không đi? Chịu làm việc nhà nó mới quan trọng là có chịu làm việc nhà. Cái gì được coi là việc nhà? Là quét cái nhà hay là nấu được bữa cơm cho gia đình hay là dọn dẹp quần áo lau chùi vân vân và vân vân. Nói chung là cái số vấn đề cũng làm, không làm hết, nhưng mà nấu nướng cũng biết dọn dẹp cũng biết đủ rồi. Là cũng cơ bản là cũng một tổ hợp công việc đó. Dạ, là được. Dạ. Là được, thấy cũng được ha. Mình có thích một người đàn ông mà họ vun vén được gia đình tốt vậy không Thiên? Dạ em thấy là như vậy, tại vì em muốn là khi mà đi làm về cả hai cùng về. Mình có đồng ý với cái này không? Hay là mình làm việc nhà nhưng mà việc nhà là của vợ, mà khi nào mà mình hứng lên, mình cảm thấy có hứng thú thì mình mới làm. Nhưng chứ là gia đình thì mình có sự san sẻ với nhau thì rất là tốt hơn. Gia đình thì mình nên có sự san sẻ, chia sẻ với nhau những cái công việc mà trong gia đình thì rất là tốt hơn. Đúng rồi, thực ra nó còn là trách nhiệm nữa, tại vì gia đình là của chung mà, chứ đâu một người thì không thể thành cái gia đình được, đúng không? Vậy thì bây giờ yếu điểm nè, nói gì nói cho người thì không có nhân vô thập toàn. Vậy thì Hương Thiên tự nhận thấy cái yếu điểm mà nếu như mà phải liệt kê thì mình có những cái yếu điểm gì, cái khuyết điểm gì? Yếu điểm của em á là em hay quên. Là từ xưa giờ luôn hay là nóng tính đó hả? Nóng tính và hay cằn nhằn. Khi mà mình nóng lên thì mình có thể làm được, làm tới cái gì? Em thì không có bạo lực. Ví dụ em nói tới lần thứ ba mà bạn nó không làm thì em tự làm và em sẽ không nhờ lại. Tức là một cái tương tự như vậy, và cái người đó thì em sẽ không nhờ lại. Thế là mình nóng tính, mình không bạo lực, nhưng mà mình sẽ có cái cách khác, đó là mình nguội lạnh. Dạ. Mình đúng rời xa từ từ. Đúng rồi, không có bạo lực giống như người cứ bảo tại sao không phản lại thì em lại không có tương đó. Sao mình không tận dụng cái hay quên của mình, cái mình quên luôn cái chuyện đó để mình không nóng tính luôn ha. Thấy cũng được, ví dụ như giận ai cái gì đó cái mình quên mà. Em hay quên cái đó lắm chị. Ví dụ như là người ta mà có tới nói những cái chuyện mà vui á thì là tự nhiên là em quên. Em cũng nhanh quên lắm, nhưng mà em cũng nhanh nóng. Ví dụ như là em nói chừng đâu 3 giây 4 giây mà không nói là em đứng lại em làm luôn. Vậy rồi chuyện buồn mình có hay quên không? Chuyện buồn thì ví dụ như là cái nào thật là buồn thì là em sẽ không quên, ví dụ như là mất người thân. Có những cái ví dụ như là nó đau trong một thời gian thì là em sẽ không quên. Còn buồn sương sương là quên được. Đỡ quá. Còn mình thì sao nè? Mình giận em thì cũng giống như bạn nữ kia, cũng hơi nóng tính một xíu. Và cũng có nhiều cái là mình cũng có hay quên. Hay quên trong lúc mình hôm nay mình nói câu chuyện gì đó thì mình cũng hay nên quên không nhớ được lâu á. Ông bà mình nói là giống nhau, nhưng mà nếu như hai người mà giống nhau cái này tôi hơi lo nha. Kiểu bây giờ giống nhau được cái xí á.
thì giống nhau cho nên đồng cảm được, nhưng mà bây giờ phát lên phát lượt rồi ai chịu nổi, tự nhiên hai người cùng nóng tính hết rồi ai ngủi rồi cái chuyện cần nhớ cái ai cũng quên, nhà trai quên rồi nhà gái cùng quên, kiểu như hẹn đi chơi đi cái mình bị quên, cái bên đây cũng quên rồi. Trời ơi, rồi nó đi đâu vậy đâu, thôi được rồi. Vậy thì cái hình mẫu mà mình mong muốn đi, khi mà Thiên tới đây thì Thiên hy vọng là mình sẽ được kết nối với một bạn trai có những cái đặc điểm như thế nào. Cao hơn, dạ. Cụ thể là cao hơn nhiêu? Chắc là cao hơn một cái đầu, tại vì em hay đi dốc cao. Ừ. Đi mà thấp hay là bằng em, nhiều khi em đi dốc cao là em nhìn thấp quá, nhìn nó cây kỳ. Nếu như vậy thì cao có nhiêu là sẽ hơn được em một cái đầu? Chắc mét 7. Bên này nhiều, nó nhỏ chị nghe thôi. Em không được mét 7 nữa. Không được mét 7, mét 69 thôi trồng trèm. Mang giày đơn cũng được, mang giày độn cũng được. Được. Còn gì nữa không nè? Còn mong chờ gì nữa không? Thân hình thì vừa phải thôi, ốm quá. Và em đặc biệt là có một cái thân thú đó, từ hồi nhỏ luôn. Đối với lại những người đang mắc kính. Vậy thì tình trường của mình trước đây là đã từng có quen ai đeo mắt kính chưa? Những cuộc tình trước đây của mình? Thật ra thì em chưa có quen ai luôn. Em chưa có quen ai luôn? Dạ. Tức là em chỉ có ấn tượng mạnh đối với lại những người mà đeo mắt kính. Là xưa giờ là Thiên chưa có một mối tình nào luôn? Dạ, chưa. Là vì sao? Là vì mình không gặp được người mình ưng ý? Hay là vì không có thuận lợi để phát triển một cuộc tình? Thật ra thì em cứ đi học rồi đi làm vậy thôi chị. Em nghĩ là em sẽ tập trung vào cái công việc cũng như là cái sự nghiệp tương lai. Cũng không thể đi một mối quan hệ dài chính thức được. Wow, vậy thì bên đây tình trường bên kia là coi như là trong veo đó, gần như trong veo, còn bên này thì sao nè? Nói chung vậy em thì cũng nói chung là cũng tâm sự bên bạn gái bên kia là em cũng lập gia đình một lần rồi, nhưng mà trong vòng cũng 3-4 tháng là thôi. 3-4 tháng? Dạ. Không, hai bên đều đặc biệt như nhau nha. Một bên thì không có cuộc tình nào, còn bên đây có một cuộc tình nhưng mà nó cũng đặc biệt lắm. Mối tình thì 3 mối tình, nhưng mà 3 mối tình là cộng cái mối tình mà đi tới hôn nhân vô chưa? Là 3. Dạ. Vậy thì 2 cái mối tình kia là trước cái cuộc hôn nhân hay sau cái cuộc hôn nhân? Trước hôn nhân. Là mình bắt đầu yêu năm bao nhiêu tuổi nè? Em thì yêu cũng trễ lắm, không sớm, nhưng mà tại vì mối tình trước thì em yêu hơi xa, tại vì bạn gái em mãi ngoài đất nên. Cái năm yêu xa là năm nhiêu tuổi? Năm đấy em cũng 20 tuổi rồi, 25 tuổi. 25 tuổi bắt đầu yêu xa. Rồi vì yêu xa mà chia tay? Nói chung là không yêu xa rồi hai bạn cũng không có chung hướng đi nữa là thôi từ đó. Cuộc tình đã kéo dài bao lâu? Cuộc tình thì cũng được 2 năm. Hai năm, dạ, còn 2 năm cũng 2 năm. 2 năm theo Thiên là dài hay ngắn? Em thấy cũng không dài mà cũng không ngắn. Nhưng mà cũng đủ để hiểu nhau và có thể đủ để hiểu nhau và cũng đủ để chia tay nhau luôn. Dạ. Rồi cuộc tình thứ hai là nhiêu tuổi? Cuộc tình thứ hai cũng năm đấy là năm 37 tuổi. Thì cũng phải mấy năm sau mình mới bắt đầu yêu thêm một cuộc tình nữa. Dạ, 37 là cái cuộc tình tâm rồi đó. Là hôn nhân đó. Dạ, hôn nhân. Vậy thì lý do gì mà mình lại kết thúc một cách rất là chóng vánh cuộc hôn nhân của mình? Thì gia đình thì cũng hai bên thì cũng gắn cho hai bên là muốn đắp cho mọi người cả. Nhưng mà sau đó thì về sống chung cái thời gian dịch á, thì nó cũng xảy ra nhiều cái mâu thuẫn á, nên thì cũng tìm hiểu ra hai bên thì cũng chưa phải là tìm được tiếng nói chung. Thì nên chúng em quyết định là giải thoát cho nhau cho mọi người một nơi á. Nhưng mà nó phải là một cái sự mâu thuẫn khủng khiếp lắm thì nó mới có thể gãy đổ một cái mối quan hệ hôn nhân. Vậy thì nó sẽ liên quan đến cái gì? Nó sẽ liên quan đến tiền bạc hay nó liên quan đến phẩm hạnh của hai bên, hay là cái định hướng phát triển của hai bên không thể nào hòa hợp? Dạ, nói chung là cái định hướng nó không hòa bình nhiều hơn. Là vì em muốn một cách, còn người bên kia thì muốn một cách. Cái tính của em thì là em muốn kinh doanh, muốn làm cho công việc của mình nó có thể phát triển nhiều hơn nữa. Thì mình cũng bàn tán với gia đình hai bên đó, thì như vậy cái hướng của bên là bạn gái bên vợ cũ thì là nói chung là không những ý kiến đó, thì là em cũng theo cái hướng đó không được. Trong một thời gian là dịch thì cũng xảy ra nhiều cái mâu thuẫn đó, rồi hai bên cũng nói lại, ngồi nhau nói lại đồng hàng, rồi cũng chia sẻ với nhau gia đình, xong rồi bạn gái thì xin ra ngoài ở, mà không ở ra ngoài á, thì ra ngoài ở được, nên là chúng em quyết định là ly hôn. Không hòa giải được. Thì thôi thì cũng là dừng lại đôi khi có những cái nhân duyên trên đời nó ngắn ngủi. Nhưng mà Thiên, em cảm nhận như thế nào khi mà bên đây cũng rất là thật thà chia sẻ về một cái cuộc hôn nhân nó ngắn ngủi thôi nhưng mà nó dừng lại, thì mình có cảm thấy e ngại gì không, lấn cấn gì không? Thật ra thì đối với lại một cuộc tình và đi đến hôn nhân nó là một cái kết quả rất là đẹp của rất là nhiều cặp đôi. Thì em thấy bạn nam chia sẻ một cách rất là chân thành. Cái điều mà để mà hai người không có thể mà đi đến được cái tiếng nói chung thì rất là dễ vậy là cái đổ vỡ. Thì đối với em cái câu chuyện của bạn thì khá là ấn tượng. Dạ. Thì em cảm thấy là nếu như đã vấp ngã một lần rồi và sau này nếu tình trạng này xảy ra thì bạn sẽ có một cái hướng như thế nào, cụ thể như thế nào. Chứ nếu mà tại vì người ta nói là một lần đã có thì sẽ có lần thứ hai. Thì em cũng nghĩ là nếu giả sử như bây giờ bạn có người thứ hai thì bạn có một cái trường hợp tương tự thì bạn sẽ giải quyết như thế nào? Rồi. Đó là cái câu hỏi đó, nếu như mà trong tương lai nó lại là cái xung đột theo kiểu đó thì ý của định sao, là mình lại tiếp tục chấm dứt cuộc hôn nhân hay là mình sẽ làm cách khác? Nhưng mà nếu mà xảy ra lần thứ hai thì chắc chắn là không có nữa, tại vì mình, lần sau mình có cái kinh nghiệm, mình có cái cuộc sống nó phải khác hơn nữa. Nhưng mà mình đi theo bước đổ đó, mình nên đi bước khác. Nhưng mà ví dụ như là bây giờ nè, ý của Thiên đó là bây giờ hai bạn lại gặp cái mâu thuẫn y chang như vậy, cũng là cái việc là không tìm được tiếng nói chung trong cái sự phát triển như vậy. Em muốn phát triển một hướng, Thiên muốn phát triển một hướng, thì lúc này sao? Nói chung em thì em đang nghĩ là cái hôn nhân thì lúc nào mình phải đặt cái hàng đầu và những cái tình cảm trong gia đình, cách sống nó
tìm hiểu cho kỹ. Có nghĩa là vấn đề của Định ở đây là không phải là việc là mình có nhường nhịn hay là thay đổi ý kiến hay không, mà là mình đã bị đánh ức vì mình không có tìm hiểu kỹ trong cái cuộc hôn nhân đầu tiên. Vậy thì cái sự rút kinh nghiệm lúc này sẽ là thôi thì tìm hiểu kỹ trong giai đoạn hẹn hò mà mình được đưa ra nhiều phương án để mà mình thương lượng chứ. Nhưng mà nếu như không có hẹn hò thì cũng không có hôn nhân. Vậy thì rõ ràng là hẹn hò nó là một cái giai đoạn cần thiết nhưng nó cũng chưa chốt được, cho nên cũng không cần phải quá căng thẳng. Nhưng mà thật sự thì đúng là cái điều mà mình quan tâm ở đây á, vấn đề không phải là ly hôn hay là không ly hôn, mà vấn đề là chúng ta sau một lần ly hôn chúng ta sẽ trưởng thành như thế nào. Vậy thì cái điều mà ok rồi, cái điều mà ngày xưa mà khi mà xung đột diễn ra đó, thì cái điều mà em cảm thấy là không có thích ở bạn đời của mình, giá như mà bạn ấy có một cái hành xử nó khác đi hoặc một biểu hiện nó khác đi thì câu chuyện nó sẽ không có gãy đổ, thì em mong muốn là bạn ấy có cái gì? Nói chung là bạn của em lúc trước thì cũng có nhiều cái em mong muốn lắm, nhưng mà thực sự em đưa ra một cái phương hướng bạn cũng gì đó là cái mong muốn em không được, tức là những cái ưu điểm hay là những cái mà mình đưa hướng là làm việc thì cần bị gạt bỏ đi đó. Thì em mong muốn bạn mới em không chưa nói, nhưng mà bạn cũ thì thực sự là em không biết là nói như thế nào để cho hiểu được cái cuộc sống đó. Tại vì một người cái hướng của mình phát triển cái hướng thì người ta lùi lại thì em không biết phải thích như thế nào. Nên là mình cảm thấy mình không được tôn trọng. Nhưng mà có khi nào vì cái phương án mình đưa ra nó không có đủ thuyết phục người ta không? Em đã thuyết phục gia đình thì có cả ba mẹ, có cả hai vợ chồng chứ không phải là riêng một vợ chồng gì đó. Cả bạn là làm cả gia đình. Nếu mà cùng hướng giải quyết, có cái niềm tin hay là có cuộc sống để mình phát triển thì mình phát triển cái kiểu đó. Chứ không bàn riêng với ai hết. Còn cái việc mình làm việc lớn mà thì mình bàn chung với gia đình thôi chị. Nên là mình sẽ cố gắng mình làm cái gì cho gia đình chứ không phải làm riêng cho mình bản thân mình hay là điều gì đó. Vậy thì ngày hôm nay tới đây thì em hình dung là em mong muốn được gặp một cái mẫu hình bạn gái như thế nào? Em chỉ mong làm sao trong này gặp được một bạn gái thì nói chung là hình thì cũng có nhìn thôi, rồi cũng vì nói chung là mẫu người cũng truyền thống đó. Thế nào là truyền thống? Truyền thống là một khái niệm mơ hồ lắm. Rồi truyền thống là một chút, có một chút gì đó gọi là hiện đại hả? Thế thì bây giờ cái truyền thống mà em đang hình dung nó là sao? Ví dụ từ trang phục nè, hay là lời ăn tiếng nói nè, hay là công việc, hay là ngoại hình như thế nào? Nói chung là cũng không đơn giản, cũng đơn giản chị, cũng không phải đẹp, cũng không phải nói chung là biết lo cho gia đình, biết lo cho chồng con, cho bố mẹ được rồi. Không quan trọng là phải đẹp hay là quần áo gì cũng quan trọng lắm. Em có ngại mọi người phụ nữ khó tính không? Không sao, không sao. Ghê chưa, đó rất là tự tin. Thôi gì thì gì, tôi vẫn thích những người tự tin như vậy. Bây giờ sẽ là một cái thử thách của chương trình dành cho hai bạn. Là thông qua cái cuộc nói chuyện nãy giờ thì mình cũng ước lượng được là lời nói nè, rồi âm lượng nè, rồi cái cách mà họ thể hiện cái kiểu họ giải quyết vấn đề. Thì bây giờ mình sẽ nhìn thử coi là họ sẽ là ai trong số những bức hình sau đây mà chương trình cung cấp. Rồi. Bạn nam sẽ được nhận 4 tấm hình ở trên thiết bị này. Và mình sẽ xem thử coi là nãy giờ mà mình nói chuyện thì bạn Thiên sẽ là cái bạn nữ nào trong cái hình này ha. Và ngược lại cũng vậy, Thiên cũng sẽ được nhận 4 tấm hình của 4 anh con trai. Và mình sẽ coi là bạn Lịch nãy giờ mà mình nói chuyện là thực ra là bạn Lịch nào là bạn Lịch riêu, bạn Lịch nào là bạn Lịch không có riêu, không có gọi là đâu là hàng giả và đâu là hàng thiệt. Rồi. Trời ơi, phay ai đi? Phay ai đi? Tao hiền mà dân làng nó không có cho. Rồi ạ. Và ngay bây giờ thì mời các bạn sẽ cùng lựa chọn cho mình một cái đáp án mà từ trực giác của mình. Lịch em sẽ để đây ha, để cho các anh dễ bắt cái cắm. Để các anh dễ bắt hình. Rồi, mình lướt qua ha, mình lướt qua để mình coi là Lịch thực ra là ai, ai là Lịch, Lịch là ai. Dạ, yeah, mặt căng thẳng nha. Mình chọn ha. Đó. Dễ thương, không biết, để nó đi. Để nó đi sau 15 giây thì vui lòng cho chúng tôi đáp án cuối cùng ạ. Rồi, chuẩn bị ạ. 5, 4, 3, 2, 1, mời các bạn gửi đáp án lại ạ. Dạ. Rồi bây giờ các bạn thân mến, mình sẽ cho các bạn xem cái đáp án của đối phương. Và các bạn chỉ cần gật đầu hoặc là lắc đầu nha. Các bạn đừng có lên tiếng nha. Các bạn không có lên tiếng nha. Coi được coi là đối phương đã chọn đúng cái hình của mình hay không. Nếu như đúng thì mình gật đầu, còn sai thì mình lắc đầu. Xin mời 3, 2, 1. Rồi, thật là thú vị. Thì có những cái quyết định như thế này. Cái chuyện nó tính sao nha. Rồi, các bạn thân mến, Lịch, vì sao em chọn cái hình này? Cái gì đã mắc, cái gì ở trong cái hình này đã mắc bảo mình rằng là đó là nhân vật này nè? Nói chung thì nhiều cái thì em biết, em thấy là trong tất cả tấm hình thì những cái người nào em cũng biết hết, nhưng mà thấy hình như là em thấy là em dễ thương nhất. Dễ thương. Dạ. Vì rủ như bây giờ lấy này rút cái tấm này ra, rút cái tấm trắng ra mà nó không dễ thương đến cái cỡ này rồi em làm sao? Có hụt hẫng không? Không ạ. Người ta sẽ dễ thương theo kiểu khác nha. Rồi, còn Thiên, sao Thiên lại chọn cái hình này? Phù hợp, nhưng mà nó có tạo ra cho mình một cái thiện cảm gì đó với đối phương không? Tức là cái nụ cười thì tươi và cái ánh mắt thì buồn. Nụ cười thì tươi mà ánh mắt thì buồn. Mình có thích đồng hành với một người con trai có ánh mắt buồn không? Nếu mà trời mưa nhìn thì rất là buồn, nhưng mà nếu mà trời nắng nhìn có thiện cảm. Vậy thì chúng ta nên ở cái nơi mà nhiệt đới để trời nó nắng thường xuyên nha. Nếu như có đi cùng nhau. Rồi, cảm ơn các bạn. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kiểm tra đáp án ở ngoài đời thực, xem là cái nhân vật mình chọn á là có đúng đang ngồi ở đây đối diện với mình hay không. Hồi hộp không? Rồi, họ thì ngồi thẳng lưng lên, thả lỏng cơ thể nè. Và xin mời hai bạn ở trong tư thế sẵn sàng để chúng ta có thể cùng diện kiến đối phương. Bây giờ cái tấm này nó sẽ được rút ra, chuẩn bị chưa? Nè, 5, 4, 3, 2, 1. Xin mời.
người thiệt của chúng tôi đây. Lần đầu tiên bạn cảm thấy người gì về mình? Thấy anh không phải là trong tấm hình đó. Em chọn đúng. Ủa, em chọn đúng. Thấy ghê chưa? Em thấy cái khoảng cách giữa hình ảnh trên mạng và nhân vật ngoài đời chưa? Nhưng mà em đã chọn đúng, thực ra nhìn cho kỹ thì vẫn nụ cười ấy, vẫn cái khuôn mặt ấy. Có điều có thể chỉnh sáng hơi lố thôi. Nhưng mà ảnh thiệt, hàng riêu, hàng riêu. Chỉnh hình bớt bớt nha quý vị, chỉnh hình bớt bớt. Mình đừng thấy cái khác tấm hình không? Em thấy nó khác cái tấm hình chỗ nào vậy thì? Em thấy ở trong hình anh trắng, cái mắt của anh thì nó hí hơn. Rồi cái nụ cười thì nó tươi hơn. Còn ở đây thì chắc là anh bị gượng, bị răng nắng một chút. Nhưng bù lại ánh mắt này thì sẽ ở nơi trời nắng hay trời mưa gì đều được. À, nó cũng rất cũng được đó. Rồi, rồi do đó người ta hỏi về nó cảm xúc thấy người ta là. Nói chung là nhìn anh thì đúng là nếu mà để nói chuyện nhìn anh thì có một cái sự chạy và cảm thấy là anh có sự chín chắn trong các cái mối quan hệ cũng như là trong cái công việc của mình. Cảm ơn Thiên. Rồi sao? Rồi ngược lại, mình hỏi người ta là em thấy thế nào? Thế thì anh thấy thế nào? Nói chung là lần kia thì trong mắt em thấy là cô gái rất là dễ thương. Khi mà em lúc đầu em nghĩ là mặc váy trắng mà y trong tình cảm trong phòng em cũng nghĩ thế rồi mà chúng đây cũng chăng luôn á. Cho em tưởng tượng xem, chưa thể tâm linh vậy em. Sao có thể tưởng tượng ra rồi y chang vậy? Trên phòng ngồi là cũng có hình dung là mai chẳng gặp được một cô gái mặc váy trắng. Rồi em có nghĩ đây là tín hiệu của vũ trụ không? Các bạn có nghĩ tâm linh tương thông không? Đó, chưa gì mà tôi thấy tín hiệu cũng hơi nhiều rồi nha. Rồi mình có lý giải gì về cái trang phục viền hồng của mình cho bạn gái bên kia không? Chứ giờ để ý cái áo trắng của người ta, còn áo của mình thì xanh đậm viền hồng. Giờ có chút lý giải gì để người ta bớt hoang mang không? Nói chung cái trang phục nào thì đối với em thì nó cũng quan trọng là trang phục, nhưng mà ý là con người mình làm sao nó phải sống thật. Nhưng mà chắc thì mình còn trang phục chắc nó làm cho mình là cái đồ hay là cái gì đó, nhưng mà trang phục là mình mang trên người mình thì nó cũng giống như tâm hồn mình thôi. Thế là mình cũng không sao hết. Chị chỉ muốn hỏi đây có phải là đồng phục công ty em không thôi. Dạ không phải ạ. Dạ. Mình thích cái style này, cái style mà nó cũng rất là phá cách nó. Chứ mày hình dung mình những anh con trai là sẽ mặc sơ mi hoặc là áo phông đúng không? Nhưng mà em đó thấy chưa, thấy chưa? Công ty sản xuất ra nhưng mà không bán ở Việt Nam, hay là áo xuất khẩu. Nhưng mà cũng là áo của công ty. Dạ, là công ty mình đang làm việc hiện nay luôn á. Dạ. Thì đó, thì tôi hỏi là có phải áo của công ty không thì không có chịu đâu, trời ơi. Thiệt luôn á. Rồi bây giờ thì chọn sai, tôi không cần biết. Cuối cùng, nãy giờ đem quà tới rồi mở ra rồi bận biểu cảm xúc. Rồi giờ sao rồi? Trời, tôi dài hàng chưa tặng quà thì tôi kỳ quá mọi người. Tặng quà luôn. Rồi. Rồi mở ra luôn vậy đó. Rồi bên đây có tò mò để mở quà của bạn gái không? Nếu bạn gái tò mò thì em sẽ tò mò. Nếu bạn cho tò mò thì em sẽ tò mò. Em sẽ khui quà ra. Dạ, anh cứ khui đi ạ. Thôi vậy, xin phép là khui món quà. Dạ. Mình ngồi xuống mình khui đi, mình đứng chi cho cực vậy. Trời, cái gì mà tay run dữ vậy lên. Trời ơi. Em coi món quà của anh được chứ ạ. Dạ. Trời ơi, thằng bút. Bút này chứ giá đăng ký kết hôn được nè. Ủa không, ở bên trong không phải bút. Đúng không? Ở bên trong phải bút phải không? Không, bút chỉ là cái hộp thôi mọi người. Chỉ là ngụy trang thôi mọi người. Cái gì đây? Là một cái chìa khóa. Rồi luôn. Khóa chặt trái tim anh luôn. Rồi, còn bên này. Bên đây là một cái khăn. Rồi, ý đồ gì với cái khăn này? Nói chung là cái khăn này thì cũng không mang gì hết, mà muốn bạn tròn lên lúc mà không có em. Nói chung là mang cái gì? Trời ơi, bạn tròn lên những lúc không có em. Sao mà thính rợp trời ở đây vậy hả trời ơi? Rồi cô gái, cái khóa này là sao? Vậy thì thôi đi, tôi cảm thấy tôi ngồi đây thừa thải rồi. Người ta cần hoàn cổ, người ta cần mở khóa thì mình phải đi thôi. Mời chương trình cho nhân vật của chúng tôi hẹn hò ăn trưa với nhau đi ạ. Quá trời đất ơi trẻ rồi, quá trời rồi. Nó làm MC viết rồi, bây giờ là thằng dọn dẹp hiện trường đâu luôn nè. Nó tự đem ra đâu luôn nè, đó. Vừa lòng mấy bạn chưa? Kể quá kể, đi làm mà kể quá kể. Đâu có bô ca đâu. Rồi xong luôn rồi. Rồi nãy giờ chưa order luôn. Ủa tại sao? Rồi tại sao phải không nhập đi rồi bây giờ đặt đi?